Chuyển sang khu vực Trung Đông, ngày 26 tháng 11, Ai Cập đã mở lại cửa khẩu Rafah với giải Gaza. Lần đầu tiên sau vụ đánh bom tại khẩu này bị đóng, cũng khiến hàng nghìn người ở giải Gaza không được chăm sóc y tế hoặc đi học tại Ai Cập cũng như các nước khác. Trong 6 tháng đầu năm nay, cửa khẩu Rafah đã tổng cộng bị đóng trong 22 ngày. Ước tính, mỗi tháng trung bình có tới 6.400 lượt người qua lại cửa khẩu trên.